Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bastien, con trai gốc Việt của Angelina Jolie ở đâu khi mẹ kiện tụng Brad? Trong khi Angelina Jolie mạnh biết đối đầu Brad Pitt trong cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con và tranh chấp tài sản, thì nhiều người lại tò mò về cậu con trai gốc Việt của họ. Trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie, đàn nữ 47 tuổi đệ đơn cáo buộc chồng cũ bạo hành, cả thể chất lẫn tinh thần, cùng 6 con trên chuyến bay năm 2016. Hồi tháng 9, Novel LLC, công ty Angelina thành lập đệ đơn lên tòa án ở Los Angeles, kiện đòi 250 triệu đô chống lại Brad liên quan đến tài sản chung của cặp vợ chồng cũ ở Pháp, đỉnh trang Chitor Mirabeau, bao gồm lâu đài và nhà máy rượu vang hoa hồng. Ba tháng trước đó, Julie đã bán một phần nhà máy rượu Chitor Mirabeau, Winery, cho nhà tài phiệt người Nga Yuri Selfer, khiến Rabbit đâm đơn kiện cô. Biết thừa nhận rằng vợ cũ đã bán bỏ 40% tổng giá trị tài sản tương đương 28,4 triệu đô, khẳng định chỉ có anh mới là người làm nên thành công cho nhà máy rượu. Pitt cũng tuyên bố, theo các điều khoản trong cuộc ly hôn năm 2019 của họ, anh và Julie đều hiểu rằng không ai trong số họ có thể bán phần của mình trong nhà máy rượu và không có sự đồng ý của người kia. Cuộc chiến pháp lý của đôi vợ chồng hạng A Hollywood một thời bắt đầu kể từ khi Julie đệ đơn ly hôn Pitt năm 2016. Như vậy, phán quyết độc thân vào năm 2019, căng thẳng giữa Brangelina và tiếp diễn cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Năm 2021, Basis đưa tin Brad Pitt được trao quyền nuôi con chung với Angelina Jolie. Nam diễn viên thắng giải Oscar hài lòng với kết quả này, nhưng Jolie muốn toàn quyền nuôi con. Pitt luôn tìm kiếm cơ hội để có nhiều thời gian hơn với các con và ưu tiên sức khỏe của chúng, trong khi bên kia làm mọi cách để ngăn chặn điều đó, nguồn tin riêng của Insider tiết lộ. Giữa lúc hai người sao điện ảnh đang mạnh miết đối đầu nhau, những người con của họ dần trưởng thành, hai trong số đó trên 18 tuổi, không cần bố mẹ giám hộ. Con cả Maros tròn 21 tuổi vào ngày 5 tháng 8. Maros theo học tại học trường Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc, kể từ tháng 8 năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn năm 2020 với Extra, Jolie cho biết Maros ở lại Mỹ để học trực tuyến do đại dịch COVID-19. Hiện tại cậu đã trở lại xứ sở kim chi để tiếp tục việc học. Maros được Jolie nhận nuôi vào năm 2002 từ Campuchia. Theo E-News, thời điểm đó, cậu đã có tên là Maros Chivan Thornton Jolie, do minh tinh 47 tuổi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Billy Bob Thornton. Khi Jolie đến với Pitt, Maros đổi sang họ Jolie Pitt như hiện tại, Bastien Jolie Pitt. Trong khi đó, con trai nuôi gốc Việt Bastien bước sang tuổi 19 vào tháng 11 tới. Bastien tốt nghiệp trung học tại một trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6 năm 2021, quý tử nhà Jolie Pitt, không dự lễ tốt nghiệp vì e ngại trở thành tâm điểm bàn tán. Khác với Maros, không có thông tin cho biết Bastien học lên đại học. Tháng sau, Bastien cũng được nhìn thấy có mặt trên phim trường Quick Child Blood do Angelina Jolie đạo diễn ở Rome, Italy. Thanh niên gốc Việt được trang bị bộ đồ đàm, thường xuyên trao đổi qua lại với mẹ. Cuộc phỏng vấn với People ngày 17 tháng 8, Angelina Jolie thuê hai con trai lớn của mình là Maros và Bastien làm trợ lý đạo diễn trong tác phẩm mới của cô. Ngôi sao Shot còn đặc biệt khen Bastien làm việc chăm chỉ trên phim trường. Bastien từng hỗ trợ Angelina trong bộ phim đầu tay của cô với cương vị đạo diễn First They Killed My Father năm 2017. Jolie tiết lộ trong lần xuất hiện trên Woman's Hour của kênh BBC Radio 4 năm 2016 rằng Bas có sở thích về âm nhạc và DJ. Sahara Molly Jolie Pitt. Cuối tháng 7, Angelina Jolie thông báo trên Instagram có hai con gái nuôi, Sahara được nhận vào Spelman College, trường đại học hàng đầu nước Mỹ dành riêng cho người da đen ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Thiếu nữ 17 tuổi chính thức trở thành tân sinh viên vào mùa thu. Ngoài việc học, Sahara còn nhiều trải nghiệm nghề nghiệp khác. Cô nàng đến từ Ethiopia, từng nổi tiếng cho Kung Fu Panda 3 năm 2016 và cùng Bastien đóng vai quần chúng trong Maleficent 2014. Năm 2019, Sahara hợp tác với nhà kim hoàn Grover Brokop ra mắt dòng trang sức Sahara Collection. Silok là con ruột đầu tiên của Brangelina, sinh năm 2006, thiếu nữ 16 tuổi đang học vũ đạo tại trung tâm Millennium Dance Complex dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Hamilton Evans. Theo nguồn tin của Hollywood Life, Angelina Jolie đăng ký cho con gái tham gia khóa học nhảy từ nhỏ và Silok sớm bộc lộ năng khiếu. Hồi tháng 6, Silok gây sốt mạng xã hội khi cùng bạn học thể hiện vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Vegas của Doja Cat. Silok từng góp mặt trong một số video nhạy hip-hop khác như About Time, Time, Silver, Vivian Lee, Marceline và Knoss Leon Jolie Pitt.
So với các anh chị, cặp song sinh nhà Jolie biết kín tiếng hơn. Mùa hè vừa qua, Vianney và Gloss cùng anh chị đi cùng mẹ sang Italia. Hiện cả hai được cho đã về Los Angeles. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.